Trinh, và hôm nay có một người bạn cực kỳ thân của Duy Trinh, danh nhân Tùng Vàng. Và ở đây rất chắc chắn là trong fanpage của Duy Trinh là rất là nhiều người biết một người bạn rất là thân của Duy Trinh. Và đây là cái gương mặt quá quen rồi, người anh của Duy Trinh, Lương Giao Huy, và đây là người em. Và hôm nay xin chào tất cả anh chị các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe một giọng ca rất là lạ đấy. Xin chào tất cả những người yêu thương. Và hôm nay thì là một điều đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện tại kênh Đinh Duy Trinh Online. Đó là hai chàng trai vàng. Hai chàng trai vàng đang đứng, một chàng áo trắng, một chàng áo đen, hắc bạch bạch công tử. Và hôm nay cùng với sự song tấu của Lương Giao Huy và Quang Nghị, và hôm nay bốn anh em sẽ làm gì? Các bạn hãy bật ngay kênh và chia sẻ ngay lập tức. Bản thân Lương Giao Huy cũng cầm và chia sẻ ngay lập tức nha. Ok, mời cả nhà vào chia sẻ ngay lập tức. Lần đầu tiên sự xuất hiện của doanh nhân Tùng Vàng kết hợp cùng Đinh Duy Trinh và Lương Giao Huy, Quang Nghị hôm nay sẽ cùng song kiếm hợp bích. Yeah. Chào. Ok. Yeah. Được rồi. Vào khuôn đầu mới vô được. Ok. Yeah. Chia sẻ giùm anh. Nhờ bạn. Đã rất lâu rồi thì từ đầu ngàn sau, cuộc tình chia hai lối. Người hỡi nếu yêu đừng gian dối. Có những đêm buồn ngồi một mình lặng thinh, đợi chờ em lên tiếng, chỉ thấy trái tim màu vàng da. Khi những đam mê của tình yêu xa vời, còn đâu nước mắt dối gian nhau. Em đã cho tôi màu xanh của hy vọng, làm sao ta đánh mất được nhau. Nghe nhói tim đau, trời cao xanh ơi có thâu. 500 anh em ơi, hãy chia sẻ đi. Này người, người trói tim ta cho thêm đau, làm sao ta quên nhau người yêu dấu. Em đã xa anh tình mong mạnh tiếc nhớ, ai mang ý thơ. Hỏi đã danh rêu bao nhiêu năm, tình anh cũng bấy nhiêu tình muôn thua. Đêm vắng sân ga tàu kêu lên kêu réo rắt, hỏi tại sao em có hiểu lòng anh. Hey! Nếu em không hiểu được lòng anh, nếu em không hiểu được lòng anh, tại sao em lại không hiểu được lòng anh? Em mới đến kênh Duy Trinh Online để em hiểu được lòng anh. Yeah. Và bài hát này được mang tên Em Có Hiểu Lòng Anh, một sáng tác của ca sĩ Lương Giao Huy nha. Chờ. Em ơi, em hiểu lòng anh đi. À hả? Chia sẻ chưa? Đó, các bạn hãy cầm điện thoại vào. Riêng Tùng Vàng mà chia sẻ thì phải lên 1 triệu. Yeah. Đã rất lâu rồi thì từ đầu ngàn sau, cuộc tình chia hai lối. Người hỡi nếu yêu đừng gian dối. Những đêm buồn ngồi một mình lặng thinh, đợi chờ em lên tiếng, chỉ thấy trái tim màu vàng da. Khi những đam mê của tình yêu xa vời, còn đâu nước mắt dối gian nhau. Em đã cho Huy màu xanh của hy vọng, làm sao ta đánh mất được nhau. Nghe nhói tim đau, trời cao xanh ơi có thâu. 500 anh em online, hãy chia sẻ ngay. Này người, người trói tim ta cho thêm đau, làm sao ta quên nhau người yêu dấu. Em đã xa anh tình mong mạnh tiếc nhớ, ai mang ý thơ. Hỏi đã xanh rêu bao nhiêu năm, tình anh cũng bấy nhiêu tình muôn thua. Đêm vắng sân ga tàu kêu lên kêu réo rắt, hỏi tại sao em có hiểu lòng anh. Hỏi tại sao em có hiểu lòng anh. Người yêu ơi sao không hiểu. Chưa. Nếu em không hiểu thì hãy vào Đinh Duy Trinh Online nghe anh hát lòng anh. Chưa, em hãy hiểu lòng anh, em hãy hiểu
của anh đi. À hả, cuộc đời của anh chẳng có gì là em cũng hiểu cả. Em anh biết rằng tất cả tình cảm này anh dành cho em mà thôi. Tình cảm này chỉ có anh dành cho em mà thôi. Em à, anh rất là yêu em có biết không? Yeah. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn, cảm ơn anh trai Lương Giao Huy và cảm ơn Tùng Vàng. Sự có mặt của Tùng Vàng, cái thấy view nó lên cao quá. Cảm ơn người bạn rất là thân của Duy Trinh, cảm ơn. Anh chị ơi, chút xíu nha, anh chị sẽ nghe một cặp song ca rất là lạ. Anh chị đợi chút xíu nha. Còn bây giờ thì anh muốn tặng mọi người một bài gì nữa, nó gì mic lên tí nữa đi hả? Hoa cải mái tóc hả? Ok. Hoa cải mái tóc anh. Remix nhá. Bài này anh em mình xong ca được. Dạ. Yeah. Ok. Mẹ Việt Nam. Là. Là thứ. Là. Cái này em không biết nha. Này không biết nha. Hát live hoàn toàn nha các bạn nhé. Ok. Chúng ta sẽ chơi với nhạc công và tất cả mọi thứ ở đây đều là rất gọi là không có bất kỳ một cái sự sắp đặt nào cả. Và nhạc ấy mỗi hôm một beat. Nhà công okay. Này hưng hứng là mỗi hôm một biết. Gương mặt nhà công đẹp trai này, bốn anh ở xe bước vào nhà công. Cả nhà thay vì tặng hoa và vỗ tay thì cho những nút like, những nút comment. Hôm nay mà không lên được con số 2 thì thật là đáng buồn. Mọi người có thể kéo con số lên con số 2 nhá anh chị nhá. Nếu mà yêu mến muốn nghe giọng ca của Tùng Vàng thì phải có cái số 2 Tùng Vàng mới hát. Tùng Vàng bảo là thế mà kéo lên số 2 Tùng Vàng mới hát, còn không kéo số 2 là không chịu. Thế là mỗi người một chia sẻ để Tùng Vàng hát đấy chị nhá. Hát với Duy Trinh cũng được, còn hát với anh Huy cũng được. Ok. Mỗi người một câu. Nhấn bài chưa? Dạ rồi. Hoa cài mái tóc đâu? Rồi. Ok. Nhạc. Yeah. Hai okay. Thuộc. Beat cơ mà. The music. Không. Thuộc luôn. Chơi này. Ghê vậy. Chơi này. Bài này cảm nhận ngay lời. Yeah, yeah. Wow, đỉnh lửa nó quá vui rồi. Mở đầu của Đinh Duy Trinh sẽ là những ca khúc thật là sôi động. Chúng ta hãy đến với Đinh Duy Trinh online, yeah. Việt Nam mặt ngời sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày say. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo mới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, hey! Ta yêu đời, hey! Ta yêu tình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoa, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoan ca. Một tình nào không vào đam mê, hãy xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Quê nhưng mà không phải là quê mùa, yeah. Thả tim đi các bạn, bây giờ không thấy tim đâu. Lôi trái tim của mình ra và tặng cho hai anh em đi nào các bạn. Yeah. Hey. Thả tim đi anh em ơi, đúng rồi hay quá đây. Đúng rồi, thì mic nó phải lớn như thế đấy. Mẹ Việt Nam mất người sang quốc, yeah. Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Nhạc nhỏ đôi mắt long lanh, nghe tim con vẫn còn ngày xanh. Một nhành hoa em cài mái tóc, hey! Anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai, yeah! Ta yêu người, yeah! Ta yêu mình, yêu luôn. Ta yêu đời, tình đừng phai. Không phải. Xin em đừng hoa vùng có hoa. Xin em đừng đến những nơi chim xanh hoan ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, hey, hey. Anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Yeah. Thank you, xin cảm ơn tất cả mọi người, cô chú anh chị rất là nhiều.
rất nhiều, rất chậm tình quê, tình cảm huyền quê quê, nhưng mà rất là quê. Yeah, anh yeah. Là quê, yeah. Wow, gần rồi, gần đến con số và để cho Tùng Vàng hát rồi. Anh chị ơi, tiếp tục chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Bây giờ chỉ còn thiếu 2 ca nữa là anh chị nghe giọng ca của Tùng Vàng nhá. Cố lên nào, mỗi người chỉ cần một chia sẻ thôi, hôm nay chúng ta sẽ rất là vui, rất là vui. Vấn đề là một doanh nhân mà gọi là rất là nổi tiếng ở đất xài ở Hà Nội á, mà anh chị chắc cũng nhiều người biết đến giọng ca của Tùng rồi. Nhưng mà hôm nay thì hãy cố gắng lên một chút xíu và chúng ta sẽ nghe Tùng Vàng hát live stream ở đây. Duy Trinh cảm thấy rất là hãnh diện vì một người bạn, một người doanh nhân, một người doanh nhân rất là nổi tiếng mà hôm nay lại có trong cái phòng live của Duy Trinh. Đấy là điều rất tuyệt vời, và cũng như anh trai vậy. Cảm ơn anh. Bây giờ hát bài gì nữa anh? Anh hát bài gì? Anh kéo lên đủ các số để Tùng hát cái nào? Hát bài gì? Bolero đi. Hai bài remix rồi, bây giờ mình hát một bài Bolero đi. Nhưng mà hát bài Dã Từ với lại Chuyến Tàu Hoàng Hôn kìa, đánh cái kiểu đường phố đi anh. Kiểu Campuchia ấy được không? Không. Chắc tùng. Bolero em đó. Bài gì? Dã Từ. Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Hay là bài Giọt Lệ Đại Trang hồi nãy. Bài nào cũng được, hát bài nào dưới nó Ngọc Cành Vàng á. Đây anh đánh nhá kiểu. Si anh này. Có chữ nha. Si anh này. Khi nào mà thấy đoạn nào thích vô thì có thể cướp mic. Sau đây xin trân trọng mời những người dấu yêu đến với Đinh Duy Chính Online. Wow, con số đang lên, con số đang lên. Cố gắng lên nào, hôm nay mà không lên được con số 2 thì đáng buồn đấy các anh chị ơi. Dạ, một liên khúc với dòng nhạc kiểu disco ngày xưa. Bốn em. Lá Ngọc Cành Vàng hay còn gọi là Giọt Lệ Đại Trang. Rồi, vô anh ơi. Si. Dạ, dạ. Hồ cao lắm anh. Si, si. Si là loài bọt ra đây đấy. Đây cũng vừa vậy, xanh nạnh hết đấy. Hey! Nhạc này hay không các bạn? Đối các bạn, nghe nhạc này biết nhớ đến ai ngày xưa? Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai tiếng nhạc cung đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó, đeo bông mơ người đẹp lâu hoa. Rồi một hôm tôi gặp nàng, đem tiếng hát cung đàn với niềm yêu lại làng. Những tháng ngôi quá bé bàng, bao tiếng hát cung đàn người chẳng màn còn chê chán. Nhìn đời thay lắm phù phàng, mượn tiếng hát cung đàn với niềm đau dĩ vàng. Những bao giông tố lan tràn lên gác tía huy hoàng, xiêu đổ theo nước mắt nàng. Còn đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu bạc giữa trần gian. Đời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi cũng buồn thương giọt lệ đại tràng. Cô chú anh chị đang lắng nghe một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Châu Kỳ, nhạc phẩm Giọt Lệ Đại Trang. Đêm
chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng em in tường loáng. Anh gối tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gói trọn trong tuổi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa chọn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên, giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bùi ngùi. Mưa lên phố nhỏ có người vừa muốn ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chốt gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Xin cảm ơn rất nhiều. Yeah. Phải chuyển lại cái bài kia. Xong đúng rồi. Lấy cái bài kia để làm kết. Đúng rồi. Phải ngồi chỗ ta hơi lâu mới đi ra. Em tính chuyển lại rồi. Rồi bây giờ mời hai anh em, hai anh em Tùng Vàng và Đinh Duy Trinh đi. Anh ấy cứ ngồi đấy. Ngồi đi. Để cho em bấm thôi. Hả? Anh ngồi đi. Cứ ngồi đi. Vậy thì anh đứng đi. Anh đứng đi. Cho hai anh em ngồi. Hai anh em cao ngồi. Đây, hai anh em cao ngồi. Cao em đứng. Hai anh em cao ngồi. Các chị ơi, muốn mình yêu cao cầu hơn mình đứng. Hồi nãy thì nói nếu lên con số 2 thì Tùng Vàng sẽ hát. Đấy, thế nên là bây giờ Tùng Hàng phải hát tặng tất cả anh chị các bạn là một bài, bài cắt bụi cuộc đời đúng không? Một cái bài mà hình như là Tùng Vàng có từng hát đây này. Tùng sẽ song ca với Đinh Duy Trinh cắt bụi cuộc đời và với Lương Nhã Huy xin đừng khóc buồn. Này hả? Yeah. Đúng hay biết hay đúng không? Có thế thì được, không cần phải tìm. À, với một ca khúc cắt bụi cuộc đời nhá anh chị nhá. Và cuộc đời nó giống như là một cái gọi là gì, anh Huy nói đi. Cuộc đời nếu mà lên con số 2 thì Tùng Vàng sẽ hát. Và cảm ơn rất là nhiều thực sự luôn, vì hôm nay cũng đột biến hơn hôm qua. Cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn Tùng Vàng. Tùng Vàng hát bài gì để Duy Trinh chọn hát tặng cho anh chị mấy bài là lỡ mấy khi mới được mới lên đây chơi. Ok được, mà biết biết con này hả? Hôm nay đáp bộ cuộc tình. Ok, để xem nào. Để xem là thế này để... chắc son quá, chắc son đấy. Son. Làm gì có chuyện đến dê. Đồng hát bằng tông với Quang Lập á. Son. Son, ok. Quang Lê là son thăng, hiểu chưa? Đấy. Đấy. Tôi không có tao bị tai nữa. Nhớ tầm hết trơn luôn. Được. Xin em đừng khóc vô quy đến với tất cả anh chị các bạn nhá. Cảm ơn mọi người. Quan. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi. Tình dù chưa phai không trách được tự ly, tan nát lòng em đi theo trong trao cánh thiêm hồng. Giờ mình mất nhau ngậm ngùi thương đau. Xót xa làm giá lạnh vành môi, lòng mình muối sát sao không mặn người ơi. Kiếp sau mình là ai yêu nhau. Hey. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cái chị ơi, yêu cầu bài gì đi Tùng Vàng hát cho anh chị nghe nè. Nói chung là cứ nhạc bolero là Tùng chơi được hết. Hôm nay chưa được ăn gì nên ra hơi xịt hết. Nãy giờ thấy lên nó sẽ kêu đói từ đầu rồi.
Vậy thì xin gọi cho một tô bún bò. Chút xíu nữa đi, chút xíu nữa xong rồi ăn sau. Dáng đói là người ta bảo là cái món gì là món món mầm cho, đá. Cho cái gì nhẹ nhẹ. Mầm đá là ngon nhất. Không, anh đợi đợi mầm đá ăn anh. À, đợi mầm đá. Cho phải lắm. Nhẹ đi. Không rất dân dân này. Kẻ ở miền xa đi. Kẻ ở miền xa. Kẻ ở miền xa đi. Ờ, hát với beat hay là hát với đây? Lai luôn. Hát như làm được. Đấy. Rất tự tin. Ờ, hát thường hát beat này đúng không? Không, beat đấy cao quá. Cao thấp bằng thằng không để thế thì khoảng khoảng đô thăng anh vậy anh đánh với nhạc đi lấy lời thôi không không cái này em ok đợi em xíu nhá chắc khoảng đô đấy em hát ra tới miền xa trời Duy Khánh á đô thăng anh ạ. Sau khi trong lúc mấy anh em không hát, cho một tấm, ngồi đi. Còn không thì... Còn không cái này cũng được. À, ok, đô thăng đi. Hết không? Còn đẹp này. Xếp. Xếp. Bình thường ta chỉ nghĩ là anh... Ta chỉ nghĩ anh ta là anh mày, cho nên gọi xếp là ta không biết. Tấm đưa đi, tấm đưa đi. Anh đang lên chim và lên chụp hình. Ở đây thì chỉ có anh em thôi, chứ không có sếp soạn nha. Lát lấy iPhone này chụp hình. Cảm ơn tất cả anh chị và cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã đứng còn đứng ở đây và còn yêu cầu những ca khúc. Và nếu các anh chị cảm thấy hài lòng với chương trình thì có thể comment những ca khúc mà anh chị thích để những anh em ở đây. Nếu anh chị muốn những ca khúc gì anh chị có thể yêu cầu. Và cho một nút chia sẻ anh chị nhá. Với ca khúc Kẻ ở miền xa đến với tất cả anh chị các bạn. Ok, để lấy beat này cho hát cho dễ nè. Đô thăng đúng không? Không cần mang bao đâu. Anh lấy hát đến tận 2 giờ sáng. À, cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Về nãy giờ thì những cái comment vẫn chạy như là mưa luôn. Đấy là một cái điều mà Duy Trinh cảm thấy rất là cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Hôm nay nhờ có bóng của Tùng Vàng, bóng anh Lương Dâu Y, hèn gì. Đâu view lên cao thế. Không. Trong cái thời điểm này mà view như này thì hơi khó đấy. Ngày xưa thì không nói. Mà mọi người lần thấy Đinh Duy Trinh một mình cũng vẫn không, đỉnh. Ngày xưa nó vẫn... khác, bây giờ khác anh. Bây giờ lâu lâu Facebook mà anh. Thế thì Đinh Duy Trinh phải coi như là kiệu làm sao để Tùng Vàng vào đây liên tục với này. Cảm ơn Tùng Vàng. Lương Giao Huy nhờ. Nhờ với Quang Nghị nhờ. Bình thường không có Lương Giao Huy, không cả Tùng Vàng còn được 30k. Không, anh. Có hai ông vào phát cái tụt xuống luôn. Anh. Bài tiếp theo bài gì Tùng ơi? Thành phố buồn hả? Thành phố buồn đi nhờ. Cái liên khúc gì đó. Không, lên khúc thành phố buồn. Nếu mà lên khúc thì phải đánh mấy cái kia. Ừ, được. Đúng rồi. Thành phố buồn với giọng vai sầu quá hả? Không. Ý anh nói lên khúc đó. Cái đó Tùng không hát Tông Đan Nguyên, là Hồng Tùng hát giảm đến nửa cung. Nhưng mà chắc hát được mà, giảm nửa cung là hát được. Chứ đầu hoàng hôm đi. Tùng hứng lên. Không, Tùng là thành phố buồn đi. Ok. Tùng là thành phố buồn đi. Nhưng mà hay hát beat của ai? Bây giờ hát like đi cho anh Tùng, hát like. Tùng hát like được mà. Không, cái nếu beat này thì giảm nửa cung là hát nhẹ. Ok. Cỡ pha thôi. Bình thường là pha thăng ấy. Men nha các bạn. Ông anh hiếm khi nào các bạn thấy được anh cứ nói lần đầu tiên mà sự xuất hiện của bốn anh em cùng một lúc. Hai anh em xuất hiện cùng một lúc là đã khó rồi. Mà bây giờ ba anh em xuất hiện cùng một lúc lại khó hơn mà. Nhưng mà lần đầu tiên bộ tứ em chào ca, anh Trương nhá. Bộ tứ ca anh em xuất hiện cùng với nhau. Đó là một điều đặc biệt chỉ có tại Đinh Duy Trinh. Anh cả kìa. Online. Chào anh cả đây em. À chào bác Trương ạ. Đấy. Dạ. Em chào anh Trương nhá. Gặp anh cả đây. Dạ. Chào bác Trương. Dạ. Những bộ vest mà tất cả anh em đang mặc trên người đó là những bộ vest của bác Trương Taylor. Nhà may không có nói dùng chữ nhất nhưng mà dùng chữ này. Nhà may đặc biệt. Nhà may đặc biệt. Nhà may đặc biệt. Và may chuyên may cho những người đặc biệt. Bây giờ thì sẽ đến với ca khúc gì? Anh gửi cho mọi người ca khúc gì đi. Anh tự xử đi. Anh remix đi. Thì nãy giờ đọc comment mọi người nói Lương Huy không hợp bolero đâu, Lương Huy hát remix người đi. Ngoài phố đi. Hát được luôn mà. Hoa cài mái tóc kìa. Không, hát bolero remix. Máu vậy. Bolero remix người nha. Ngoài phố đi anh. Ok, cho Lương Duy Huy Việt đây nha. Mình chơi lại cái chất liệu hồi nãy mình chơi đi. Bolero remix. Người ngoài phố. Chuyến tàu.
À, dê đi đây, anh. Đây chị ạ, à. Đây thứ, đây thứ. Đúng rồi, cỡ đấy. Em không biết gì nhưng mà em cứ dê là máu rồi đấy. Anh em nào cầm... thế mà em cũng biết thôi nhỉ. Chạy ra đây chơi nha. Nhớ phết đấy, okay. Chứ. Mình nhớ tông các kiểu, như nhớ lớn luôn như anh. Hả? Nhớ chứ. Em hay mà. Hả? Em hay em mới làm được Đinh Duy Trinh chứ. Đúng rồi anh cả, anh cả ấy. Em chào tất cả các chế đang xem nhá. Chào tất cả anh chị các bạn đang xem và cảm ơn tất cả mọi người. Thực sự rất là vui vì hôm nay có những khách mời cực kỳ đặc biệt luôn. Và một người bạn thân và một người anh. Và thằng em. Đuổi đuổi lâu lâu nó mới ra. Quang Nghị, đáng yêu lắm. Quang cảm ơn mọi người đấy. Đến với ca khúc Người Ngoài Phố nha. Theo chất Latin đi. Ok, đó. Để thay đổi không khí trong buổi tối ngày hôm nay, hey! Linh Huy làm sôi động lên một chút rồi lát nữa các anh em sẽ lại lắng động lại nha các bạn. Ok. Người đi đi ngoài phố, chiều nắng rớt bên sông. Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù. Thành ghế đá chiều công viên, ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Dê đấy. Người đi đi ngoài phố, chừng bỡ ngỡ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ làng. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt bay quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Sai sai vậy đó. Nhưng mấy khi tình đầu kết tròn duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mong đâu em. Sinh từ giá đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mọi cánh, nước mắt đêm ta từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, giờ đây xin ra từ. Hey! Wait! Sao tai em nghe nó khác khác vậy ta? Hồi nãy nghe nó cũng bị hơi khác khác. Đấy bị sai tông. Vẫn đang dê thứ đúng không anh? Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xế tàn, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian ngừng tan, níu đôi chân thời gian, mặc cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ, bước sao cho tàu đừng đi. Xe lăn em lúc ca chiều bước lên đèn, mưa thu bay bay vẫn ngang trời bước vải mềm. Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng yên trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn tránh con tàu nỡ sao đành, đêm yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối vương theo một bóng hình. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chẳng người ơi, trốn xa xôi chàng trai, còn đêm yêu thương rắc lên muôn vàn oán hơn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết tròn duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mong đâu em.
sinh từ giá, đường phố trắng mưa ngâu làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm ta từ thành phố cũ, người yêu xưa còn đâu, còn đâu giờ đây xin ra từ. Xe lăn êm lúc ga chiều sắp lên đèn, mưa thu bay bay sắc xe lông ướt vai mềm, hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đánh, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình, đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối trông theo một bóng hình. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi trốn xa rồi chàng trai, còn đem yêu thương rắc lên muôn vàn hoan hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Vàng cây lá bay, đôi tay ngây buồn mang suy tư về. Hey! Này đôi mắt nhung kiều xa môi mềm tìm đến bên nào. Niềm tin đã lành theo tháng năm giá băng, em có nghe ngoài phố đang kết hoa, bao nhiêu giấc hoa là bấy nhiêu tâm tình mà nghĩ thơ mong chờ. Nếu thương mến nhau thương đó bờ môi nào đắn đo, năm tháng xa vời đang có vui với ai, tàu xanh hoen màu từng mối ân tình xưa. Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì hàng mi khép hờ răng mây kim. Nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên lại. Đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm, hàng cây giá băng xoay cơn mê này tìm đến bên em. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm, em hỡi em lời hứa xưa đã quên. Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau ngày. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm, em ơi em lời hứa xưa đã phai. Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này. Xe lăn đêm đêm loát xa rời biết đâu tìm, mưa thu bay bay khắt ngang trời cách đôi tình, hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu lỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình, đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối vương theo một bóng người. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đem yêu thương rắc lên muôn vàn oán hơn. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàn hôn. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn. Thank you, xin cảm ơn sự chú anh chị rất nhiều. À,
anh chị phải biết là đánh với cái như thế này, nhạc sống như thế này thì, và bất chợt như thế này thì, và với một cái tempo như thế này thì không phải là lúc nào cũng đúng cái gu đâu anh chị ạ. Cho nên là hát nó sẽ bị chíu một xíu. Và đây là kênh giải trí âm nhạc miễn phí, cho nên là tất cả những cái thấy này không qua mà dần dựng bản. Hát với beat thì nó khác anh chị nhá. Hát với beat quen thuộc của mình thì nó sẽ khác. Còn hát với như thế này thì kể cả những người gạo cội nhất thì đôi khi nếu mà anh chị ở trong nghề thì anh chị sẽ hiểu, những người gạo cội nhất đôi khi không phải là cái tempo nào hay cái nhịp nào chúng ta có thể đi bất kỳ một cái bài nào vào, đúng không anh nhỉ? Có lẽ là như vậy. Đúng rồi. Với lại Huy không phải nói rõ thêm là hôm nay giọng Huy rất là hơi mệt, không được tốt như mọi hôm, nhưng mà mình cũng không quan trọng, không có khe cái chuyện, bởi vì mình đến đây bằng cái tinh thần là chân thành, và mình muốn đem đến một cái kênh giải trí mang đúng cái tinh chất của giải trí. Và bản thân là anh em cũng có như cầu thủ đá bóng thôi, cũng như phong độ có người hôm thì có hôm thì đá hay, hôm thì đá cũng không được xuất sắc. Nghệ sĩ cũng vậy. Hôm qua thức đến 4-5 giờ sáng, chỉ ngủ được 2 tiếng ra sân bay. Thì ông hôm nay chạy ngay về nơi đây chưa ngủ nghe gì hết. Chứ là tức là phải nhớ cục. Anh chị quá lắm, phải đúng chạy về đây bằng mọi giá. Nhưng mà bảo hôm nay phải xin lịch đăng ký mới về, bảo đấy. Ôi anh mệt quá, bảo anh bảo hôm nay thấy anh bảo thôi anh mệt, bữa nào cũng được, bữa nào lên với khán giả, anh bảo thôi anh phải lên với khán giả của anh. Tức là anh rất là nhớ cái kênh nhớ tất cả anh chị, và nhớ với những cái comment, nhớ những cái chia sẻ, và nhớ những cái sự yêu thương của tất cả anh chị. Và hai anh em đều cũng đọc lại rất là nhiều những cái comment, và cảm thấy rất là vui vì anh chị đã dành cho kênh của Di Trinh cũng như những khách mời những điều tuyệt vời. Cảm ơn tất cả anh chị. Và đương nhiên thì ở đây cũng rất ít người bắt bẻ lắm, tại vì mọi người đều biết đây là một cái kênh âm nhạc cộng đồng, chủ yếu là giải trí. Thành ra ấy, nó cực kỳ dễ rồi, kể cả khách mời cũng vậy, ít khách mời nào đến đây mà phải áp lực lắm, tại vì đơn giản đây là một cái kênh âm nhạc miễn phí. Cảm ơn mọi người. Tự em cũng nhớ, cảm ơn em. Cái chế yêu cầu bài gì nữa? Yêu cầu Tùng Vàng quay trở lại hát tặng mọi người bài đấy. Tùng quay lại đi. Mấy khi Tùng đi. Xin làm người xa lạ đi Tùng ơi. Đắp mộ cuộc tình đi Tùng. Đắp mộ cuộc tình hả Tùng? Đắp mộ cuộc tình đi Tùng nhé. Ok. Chắc Tùng cho hát Quang Lập quá. Đúng không? Ok. Tùng sẽ quay trở lại. Tùng. Ôi hèn gì sao nãy giờ hát nó bị flat. Nó thỉnh thoảng nó bị méo. Không phải để flat này chết. Cả nhà thích hay ngày mà lên tiếp tục bài gì? Nghe nó phải đi. Không sao cả. Thôi lỡ rồi. Hồi nãy thì Duy Trinh nghe mọi người comment rất là nhiều. Hồi nãy giờ không để ý cái mic nó bị bè. Bây giờ mình hát nghe nó không được đẹp. Nhưng mà may là cần hát hay đó chứ không là chết. Mọi người yêu cầu Tùng tặng mọi người một bài nữa đi. Bài Khu Phố Ngày Xưa là không biết có hát được không ta? Có lắm. Tại thấy mọi người yêu cầu. Mấy cái yêu cầu luôn đấy. Khu Phố Ngày Xưa là cảm ơn các chế đã yêu cầu bài này nhá. Và Tùng Vàng sẽ hát tặng đến tất cả anh chị bạn bài này nữa. Khu Phố Ngày Xưa. Cảm ơn Tùng Vàng và cảm ơn anh Lương Giáo Huy đã có mặt ở trong livestream của Duy Trinh ngày hôm nay. Thì Tùng rất là đói rồi. Nên là cảm ơn Tùng và cảm ơn anh Lương Giáo Huy, và hẹn lại một lần gần đây nhất thì có thể livestream trên kênh giải trí âm nhạc của Duy Trinh nhá. Và Tùng có thể gửi lời chào đến tất cả anh chị. Xin cảm ơn tất cả nhà đã nghe và theo dõi, 4 anh em, 5 anh em. Trên một chiếc xe tăng. Và hy vọng sẽ một ngày gần nhất sẽ có mặt tiếp tục tại đây để cùng người bạn okay. Thân thương livestream. Duy Trinh rất là cảm biết ơn, và tại vì Tùng rất là bận, mọi thứ thì công việc của một doanh nhân mà anh chị hiểu rồi đấy, doanh nhân thì rất là bận, nên là được mời được Tùng về đây thì cũng là điều mà Duy Trinh cảm thấy rất là hãnh diện và cảm ơn, cũng như anh Lương Châu Huy, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn, và hẹn gặp lại Tùng và anh Lương Châu Huy ở livestream sau nhá. Đấy. Cảm ơn mọi người. Cả nhà. Cảm ơn. Chào luôn này. Ok. Chào luôn. Vậy thì Huy không biết nói lời gì hơn. Xin chào tất cả những người yêu thương. Hôm nay thì sức khỏe của Huy cũng không được tốt lắm. Nhưng mà đã chơi là không giải thích.
Nhưng mà thật lòng là hẹn gặp lại một hôm khác nó sung hơn, nó mạnh hơn nữa nha. Cảm ơn tất cả những tình yêu của các bạn. Chúc cho các bạn ở Đinh Duy Trinh với một lòng tình yêu chung thủy, và không có gì hơn bằng Đinh Duy Trinh Online và tất cả tập thể những anh em nghệ sĩ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đặc biệt đừng quên ủng hộ sản phẩm để duy trì tất cả mọi thứ nha. Anh có thể giới thiệu sản phẩm của anh ngày mai nhỉ? Tại sao lại không nói nhỉ? Sản phẩm của Lương Huy ngày mai á. Lương Huy hôm trước đã dùng một cái chai nước hoa. Không. Cái sản phẩm âm nhạc của anh ấy. Không. Sản phẩm âm nhạc của Lương Giao Huy nghe đúng không, hơi mệt, chỉ có em đúng hiểu rồi. Anh chỉ có Đinh Duy Trinh mới hiểu thôi. Tức là Huy mới quay một cái MV có tựa đề là Tâm Khảm, nhưng mà nội dung của câu chuyện đó là hai người chia tay nhau thì bốn người hạnh phúc. Đó, và đây là cái hot trend của xã hội hiện nay. Nhiều khi là hai người ở với nhau không hợp nhau thì chia tay nhau, thì sau đó lại bốn người lại ở với nhau, thì không phải bố mẹ mà là người vợ có một người chồng mới, và người chồng lại có một người vợ mới, thì hai người chia tay nhau, bốn người hạnh phúc. Và Huy hy vọng là cái sản phẩm này các bạn xem thì sẽ thấy có một tình tiết, đó là một cô gái rất là hâm mộ và chuyên lên để xem Đinh Duy Trinh hát online. Và đặc biệt rất là thích mùi nước hoa của Đinh Duy Trinh. Đã, rất là thích mùi nước hoa của Đinh Duy Trinh nhé. Đặc biệt Đinh Huy cũng đang sử dụng đây. Yeah, ok. Cảm ơn anh trai và hẹn gặp lại anh trai. Good smell. Và anh chị ơi, ngày mai trên kênh của anh Lương Giao Huy luôn đúng không? Kênh YouTube ấy. Kênh YouTube của Lương Giao Huy thì Huy sẽ lấy những cái quay của bên mình đẹp Huy. Không. Cái bài Tâm Khảm đấy là anh ấy ở đâu? Phát hành trên YouTube nhưng mà đầu tháng 12 mới phát hành. À ok. Vì mới quay xong nhưng mà còn phải edit dựng mất 2 okay. tuần. Muốn thì làm cho đẹp. Dàn người mẫu khủng nhé. Những người mẫu rất là khủng và đẹp. Có người mẫu ngồi đây thì chả thấy mời đâu. Mời người mẫu ơi, đắt giá quá. Đây siêu mẫu rồi, không mời nổi. Khoan đã các anh ơi, trời ơi, vẫn còn muốn gặp các anh, nhưng mà thôi, để sẽ gặp cho tất cả anh chị các bạn lần sau nhá. Cảm ơn tất cả, và Tùng rất là đói rồi, và chào tạm biệt Tùng, và chào tạm biệt anh Lương. 2000 cây chỉ đến, nhưng mà đâu đây là mừng. Đây cộng thêm 100 cây nữa thành 2001. Hạnh phúc ghê luôn đấy. Duy Trinh hạnh phúc dễ dàng luôn. Cảm ơn tất cả anh chị. Và bây giờ sẽ còn Trinh với Nồng Nàn. Cảm ơn anh Dương Yêu Huy và cảm ơn Tùng. Cảm ơn anh Quốc Việt nhé. Hẹn lại gặp lại anh trai ở live show sau. Cảm ơn. Cười tí tủm này rồi, nhiều người khen quá trời, cười tí ta tí tủm đằng sau. Linh ơi, em cứ lấy, kêu Linh là lấy mic đi, để anh còn anh với Đồng Nàn một tí đi. Các chế ơi, về Duy Trinh sẽ uống collagen sữa ông chúa như thường ngày nhá. Và sau đây thì có một cái sản phẩm nước hoa cực kỳ đặc biệt luôn, và nếu mà ai mà hãy chờ đợi em một tí nhá, để em uống collagen trước đi. Cái chai nước hoa này mà không mua thì không bao giờ mua được một cái sản phẩm đẳng cấp như vậy. 450.000 hộp 60 viên, mua 3 có quà, mua 5 siêu quà Duy Trinh sẽ uống. Ngày nào cũng như vậy, và bây giờ Duy Trinh sẽ uống cho anh chị xem. Khoan đã, đành tắt. Ok. 450 một hộp, và ngày uống từ 2 đến 3 viên, Duy Trinh ngày nào cũng uống như ngày nào. Và những ai đang dùng collagen, đang dùng tăng cân, đang dùng thảo mộc tăng cân, và đang dùng nước hoa 3 tầng hương của Duy Trinh thì cho Duy Trinh cái lời bình nhá. Đây là cái sữa ong chúa vitamin E của Duy Trinh sẽ uống cho anh chị xem nhá. Em 2 viên, cảm ơn em. Anh chị biết này, nếu mà bán livestream mà uống cái sản phẩm mình bán thì chỉ có Duy Trinh làm được điều này. Chưa ai làm được điều này trong vòng cả năm qua. Và chưa ai từ một người xấu ở trên livestream và đến thời điểm hiện tại nhìn đỡ xấu hơn rất nhiều. Ngày xưa em xấu lắm, em đi ngoài nắng ấy, nó chai cái mặt ra. Và bây giờ có thể mình, nếu mà anh chị gặp em ở ngoài, anh chị sẽ không nghĩ em là bốn mấy tuổi đâu. Thực sự là ở trên livestream này nó thật quá. Em đang ngồi và nó cực kỳ thật. Nó quá thật cho nên anh chị nhìn như thế thôi. Như ở ngoài, em đảm bảo với anh chị, em không già như ở trên livestream này đâu. Thực sự luôn, anh chị nếu nhìn thấy em ở ngoài,
Mà em uống com nếu tính bây giờ thì khoảng 5 đến 7 triệu chứ mấy. Mà em uống cả năm mấy trời qua rồi. Nó mất thời gian thôi. Nhưng nó hàng ngày nó tích tụ lại. Nó làm cho những ai da bị thâm, da ngừa, muốn ngừa nám này. Da bị lão hóa sớm, da bị chảy xệ hoặc là da không được đẹp. Đó. Và ở đây rất là nhiều người biết là ngày xưa Duy Trinh rất là đen và nhìn nó chán đời lắm. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là Duy Trinh cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều nhờ nó. Và ở đây cũng rất là nhiều người đã dùng sản phẩm của Duy Trinh rồi đúng không ạ? 450 một hộp 60 viên, mua 3 có quà, mua 5 siêu quà. Đó, mua 3 có quà, mua 5 siêu quà. Những anh chị nào đang dùng thì cho Duy Trinh cái lời bình đi ạ. Cho Duy Trinh chỉ cần một lời bình thôi, nó hơn 100 lần người Duy Trinh nói. Tại vì Duy Trinh ít khi nào mà nói sản phẩm mình siêu tốt hay là tốt. Không nói, mà tại sao nó tốt? Cái thứ nhất đây là công thức, cái thứ hai nó viên năng mềm, rất là khó sản xuất. Nhưng mà khi mà sản xuất tốt ấy, dây chuyền công nghệ cao ấy, thì nó sẽ hấp thu và nó sẽ rất là đẹp, rất là nhanh. Cái thứ ba nữa, đây là một cái công thức anh chị nhá, đạt chuẩn sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao GMP anh chị nhá. Đây là anh chị sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đấy là điều mà không ai làm được đâu anh chị ạ. Cái chai của Duy Trinh là gần như là ở cái công thức ở đây gần như là không ai làm ra được cái công thức kiểu như này. Và đây là thảo mộc tăng cân mộc đà, tăng từ 3 đến 8 kg một liệu trình anh chị nhá. 600 thôi cho người lớn này. Anh chị nhìn nó thực sự nhìn này cái hộp của Duy Trinh anh chị cũng cảm nhận được nó là thảo mộc, không phải là thuốc, không thay được thuốc chữa bệnh, không thay được bữa ăn. Đó, nhưng mà nó tăng kích thích hệ tiêu hóa và nó tăng hấp thu anh chị uống vào ấy thì anh chị sẽ ăn ngon. 600.000 cho người lớn và 350.000 cho trẻ em nhá. Tư vấn collagen giả cảm ơn. Em uống collagen để đẹp cảm ơn em. Em uống cùng anh cảm ơn em. Và ở đây rất là nhiều người dùng. Một cái sản phẩm cực kỳ là nhiều người dùng rồi, chứ không phải là một cái sản phẩm bình thường. Và ở đây nữa Duy Trinh nhắc đến anh chị, cái số lượng này ngày hôm nay còn lại rất là ít luôn. Cái set nước hoa Pháp 3 tầng hương và duy nhất trong mùa Noel, mùa quà này, mùa lạnh này, tặng cho anh chị một cái món quà thực sự ấn tượng luôn. Với 1.350.000 giá đã được giảm và đã tặng thêm cho anh chị một cái set này, một cái chai mà dưỡng ẩm này, thực sự luôn. Cái hàng của Pháp thì anh chị biết rồi, dùng nó sướng lắm, anh chị đã từng dùng hàng cao cấp chưa? Thì anh chị sẽ biết được là cái độ sướng nó là như nào, nó thực sự, nó đẳng cấp thực sự luôn ấy. Đấy, những ai mà đã dùng những cái hàng cao cấp thì anh chị sẽ cảm nhận, anh chị sẽ biết được cái hàng của Pháp. Hàng của Pháp ấy, nó khác biệt cực kỳ luôn. Một cái set hàng Pháp này thực sự nó khác biệt anh chị nhá. Nước hoa Pháp 3 tầng hương ở đây, những ai đang dùng cho Duy Trinh cứ lời bình được không ạ? Em không bán nút bao tử chị ơi. Ở đây 1.350.000 là cái chai Mondai của Duy Trinh, anh chị cũng biết rồi đúng không ạ? Cái chai trước này nằm như thế này và rất nhiều người dùng rồi. Những ai đang dùng, ok em Nguyễn Ngọc Anh Thư, 3 tầng hương cảm ơn em. 1.350 là giá đã giảm, cộng thêm một set quà nữa, một phần quà. Chỉ có mấy nghìn phần quà thôi anh chị nhá. Không có nhiều anh chị ạ. Và chỉ có mùa Noel này mới có thôi. Và ai vô tình nhìn thấy cái live stream ngày hôm nay, 100ml nhá, 100ml rất là nhiều. 1.350.000 và 100ml. Nhớ là 100ml hàng Made in France, hàng của Pháp, Paris Blue nha. Lưu ý là hàng của Pháp, không phải hàng Made in France và không chuẩn, không thì cho em đền cho anh chị 5 lần tiền. Cho nên anh chị không phải lo, đã mua ở Duy Trinh thì anh chị biết rồi. Đã mua ở Duy Trinh thì anh chị hiểu là em trai như thế nào rồi. Cho nên là thực ra Duy Trinh cũng rất rất là ít khi nào mà ngồi mà phải nói nhiều đó, thực sự luôn. Một lọ dạ cảm ơn ạ. Nước hoa Pháp em yêu cảm ơn em, đẳng cấp mãi mãi cảm ơn em. Anh chị hãy đọc những comment của những người dùng sản phẩm của Duy Trinh, anh chị sẽ hiểu. Tình mẹ em khó hát không được ạ. Nước hoa đẳng cấp dạ cảm ơn, một hộp tăng cân cho bé. Cảm ơn em, bé 8 tuổi trở lên mới uống được nha em nhá. 8 tuổi trở lên đổ lên mới uống được. À 7 tuổi đổ lên mới uống được. 7 đến 12 tuổi 350 thôi, uống 2 tháng. Và người lớn này muốn ăn được, ngủ được, tăng hấp thu, ăn cả thế giới không mập thì đến với em nhá. Và cái này không phải là thuốc, không thay được thuốc chữa bệnh, anh chị lưu ý giúp em ạ. Còn giảm cân là 1.1 triệu bạn ơi. Ok Văn Mai ơi, Đức Hoa cảm ơn em. Nước hoa nữ thơm tuyệt cảm ơn em. Nước hoa Pháp ok Hà Khánh nhá, cảm ơn em. Cảm ơn Hòa Lê, cảm ơn Đạt này, cảm ơn Lan, người đẹp Lan Lóc. Cảm ơn Huyền này, một chai 3 tầng hương ok Xu Hình này. Nước hoa hàng chuẩn chất lượng. Cảm ơn Thanh Lưu này. Nước hoa ý con trai dùng được không? Không, con trai phải dùng hàng con trai chứ. Ai lại đi dùng cái chai nữ. Nó thơm quá, nó nhẹ nhàng quý phái. Nhưng mà nam dùng kỳ lắm. Nam dùng chai tròn hoặc chai vuông này nhá, 1.280.000.
Nam thì dùng cái chai này hoặc chai này, đẳng cấp muốn mạnh mẽ dùng chai này, và muốn tinh tế thì dùng cái này nhá. 1350 kèm à 1280, chỉ có 1280 thôi, chai của nam và chai nam nữ nhá. Một người dùng nhiều người thích, cảm ơn em. Nước hoa ok Hà Farm này, mình mua rồi ưng lắm. Hàng Pháp xịn sò, cảm ơn chân tình. Thank you. Cảm ơn chân tình nhiều. Quả thật nước hoa ban tầng hương rất tuyệt. Dạ cảm ơn ạ. Một tăng cân phải có số điện thoại mới chốt được. Kiếp một tăng cân không có số điện thoại không chốt được. Duy Trinh bán hàng có tâm, cảm ơn bình yên nơi ấy. Đặt cái tâm vào từng sản phẩm và không phải sản phẩm nào cũng bán. Tại vì mọi người yêu quý Duy Tinh ở cái sự chân thật, ở cái sự thật thà, ở cái đẳng cấp của sản phẩm. Và luôn luôn nâng mình lên theo cùng với năm tháng và giá trị của sản phẩm nó sẽ nâng theo. Anh chị biết không, em kinh doanh ấy, bằng cả cái tấm lòng của mình ấy. Em kinh doanh bằng cả cái tâm của mình, bằng cả cái tâm cảm của mình và yêu mến tất cả mọi người. Khi mà mang đến cho anh chị cái giá trị thực sự của sản phẩm, mình cảm thấy vui, hạnh phúc. Tại sao mà phải cứ... phải như thế, tại vì mỗi người chọn cho mình một cách. Kinh doanh vốn dĩ nó ở con người, nó ở cái cách của con người. Quyết định giá trị của sản phẩm cũng là con người. Đấy là cái người bán anh chị ạ. Và Duy Trinh ở đây là có name đàng hoàng. Anh chị mua ở trên fanpage mà có name, có tên tuổi đàng hoàng là Duy Trinh. Anh chị khi mà có vấn đề gì thì anh chị biết là Duy Trinh không bao giờ có thể chạy đi đâu được. Bởi vì Duy Trinh là Duy Trinh. Ở trên live stream anh chị hiểu rồi đấy, chỉ có Duy Trinh thôi. Anh chị đi, em đi đến đâu cũng được mọi người rất là yêu mến, cảm thấy rất là hài lòng vì cái gì? Mình mang lại giá trị cao và không hề mà bị những cái mà gọi là mà làm quá lố. Anh chị biết không, em bán cái này em bảo nó không phải là thuốc, không thay được thuốc chữa bệnh, không thay được bữa ăn. Có ai nói thế như em không? Nhưng mà em nói như thế tại vì em là xuất thân từ dược sĩ. Cho nên là em nói bằng với cả cái tâm của mình, em bán cho người khác. Làm sao mà để cho anh chị dùng đúng với cái nhu cầu của mình. Chứ không phải tự nhiên này mình mua cái sản phẩm đó mà nó không đúng với cái nhu cầu thì thực sự nó là một cái sự thụt lùi. Anh chị chỉ mua một lần mà cảm thấy không hài lòng, anh chị sẽ bỏ em luôn. Đúng không? Anh chị sẽ bỏ em luôn mà không bao giờ có lần thứ hai. Một collagen, cảm ơn Lan nhá. Và 450 một hộp, miễn phí ship, mua 3 có quà. Quà là son, là phấn, là sữa rửa mặt, là tẩy tế bào, là kem chống nắng. Nha. Mua 5 còn siêu quà nữa. Cho nên là nếu mà mua collagen, mua 3, mua 5, 5 siêu quà, mua 3 có quà. Mua 1 miễn phí ship, 450 một hộp, hộp 60 viên nhá. Ok Hoàng Hương, cảm ơn. Nước hoa quá đẳng cấp anh ơi, cảm ơn em. Và cái số lượng quà tặng không có nhiều. Cho nên là một chai nước hoa Pháp 3 tầng hương kèm thêm cái phần quà tặng này. Duy Trinh thề với anh chị một câu luôn là hàng không có nhiều. Cho nên là mấy hôm nữa mà hỏi giá khuyến mãi rồi còn quà không thì đừng có hỏi em nhá. Tại vì đây là một cái chai đẳng cấp thực sự nhất của Paris Blue nhá. 100ml. 100ml em ơi. 100ml. Nói thật luôn, anh ngồi anh nghĩ nó còn rẻ hơn hàng Việt Nam nữa. Thiệt. Mà hàng nó là hàng bao made in France. Made in France cho bạn. Đẳng cấp của Paris Blue nó có mặt trên 100 quốc gia luôn. Mỗi quốc gia chỉ có một những nhà phân phối. Thì anh chị biết là Duy Trinh đến với anh chị là cái gì? Là cái sự uy tín. Và người ta nhìn Duy Trinh có uy tín và người ta giữ cái giá trị lại cho anh chị. Anh Nghị đẹp trai đi rồi. Cảm ơn em. Tăng cân hiệu quả. Cảm ơn em. Em tăng từ 5kg. Cảm ơn em. Cảm ơn Thái Quang, Ngọc Mai, Lan này. Cảm ơn Phước, Ngọc Hân này. Cảm ơn Hiền, Triệu Vi này. Cảm ơn Tuệ này. Cảm ơn Thanh Thủy này. Lắm hiền quá, hiền nó để số một lần thôi. Anh chị để cho em số một lần thôi, không cần để nhiều nhá. Cảm ơn em. Kem nám có hết nám không để mình mua một liệu trình? Nếu em muốn hết mà cái làn da nó khỏe vô địch và nó sạch thì đến với anh. Còn nếu mà em muốn hết trong 1-2 tháng thì tốt nhất đừng dùng nhá. Cái này nó không thể nào hết trong 1-2 tháng được. Một liệu trình 6 tháng này chỉ có 2,1 triệu thôi. Nhưng nếu mà nó hết ấy, thì da sạch vô địch luôn, nám tàn nhang. Cảm ơn em. Nếu em quan tâm đến cái độ an toàn thì quay trở lại đến với Duy Trinh. 2,1 triệu một liệu trình nám. Còn dưỡng tái tạo phục hồi là 2 triệu anh chị nhá. 6 tháng luôn. Đây là cái chai dưỡng này. Tái tạo phục hồi cho những làn da bị hư tổn, da mỏng, da nổi chỉ máu. 2 triệu một liệu trình 6 tháng anh chị nhá. 3 lọ. Một lọ là 900 nhưng mà mua 3 lọ chỉ có 2 triệu thôi. Uống kèm với collagen là ok nhá.
Duy Trinh muốn nhìn thấy cái 1350 kèm số điện thoại để chốt cho nó hết hàng luôn nhá. Thực sự luôn, nếu mà anh chị mà bỏ qua cái phần quà tặng này thì khá là hối tiếc đấy, thực sự rất là tiếc. 5 collagen, cảm ơn Tâm Nguyễn nhá. 5 collagen, 1 nước hoa. Trời ơi, cảm ơn, một cái đơn hàng khủng luôn. Cảm ơn người đẹp. Hello Nhâm. Có giảm cân 1 triệu mốt em ạ. 1 triệu mốt mới liệu trình giảm cân nhá. 1 triệu 100 tặng cho em một cái gen tan mỡ và một cái thước đo. Được chưa? Thước đo để em kiểm tra cân nặng hàng ngày, em kiểm tra vòng eo hàng ngày, được chưa? Một cái liệu trình giảm cân 18 tuổi đến 55 tuổi và không có bệnh lý nền mới uống được, chứ không phải ai cũng uống được nhá. Giảm cân rất là khó. Cho nên là bị bệnh là đừng có uống giảm cân ha. Đó, chứ không phải là ai cũng có thể mua giảm cân. Bị béo phì là không mua giảm cân. Tốt nhất là không mua nhá. Báo béo phì không mua. Giảm cân không phải là ai cũng uống được nha. Huyết áp, tiểu đường, tim mạch, biếu cổ này, hay là những cái bệnh gì khác thì đừng có mua. Sức khỏe mình quan trọng, nên đẹp thì tính sau nha. Chứ sức khỏe mình mà mình không giữ mà cứ đi lo đến cái khác thì gì. Một lời trình nám, cảm ơn ạ. Chị nước hoa nam loại lại tròn dã. Ok chị gái, số điện thoại có chứ chị. 1280 nha chị nha. Đẳng cấp thực sự non, đẳng cấp thực sự luôn. Và cái này là hit. Chỉ cần không cần lắc, nước hoa của em là nó là dạng tinh thể, không cần lắc, không có cần phải lắc như thế này đâu. Nước hoa đẳng cấp mà ai đi lắc, xịt xịt nhẹ vào đây cho em, cho vào những chỗ cần thiết. Đó, còn người Pháp người ta cho đây nè. Còn người Việt Nam mình không có hôn má cho nên không có chơi. Đó, đây là cái chai hit. Đó. Chai nước hoa nam là 1280, chai nam nữ 1280 luôn nhá. Còn cái chai nước hoa đẳng cấp và đang có quà siêu quà của mùa Noel này là 1.350.000 kèm quà cho anh chị nhá. Nhanh chân không là hết á. Tăng cân 18 tuổi 600.000 chị ơi. 13 tuổi đổ lên là 600 nhá. Ok, những anh chị hãy để cho em Duy Trinh cái lời bình này. Duy Trinh hát để tặng các chế một bài gì này cho nó hay hay tí này. Bài gì ta? Cảm ơn cái chế nào mới yêu cầu bài Định Mệnh nhá. Bài này mà giờ này hát thì này, nó đuối thật sự là cái chế ạ. Muốn một cái bài gì khác không? Cảm ơn, và nếu mà anh chị mà chậm chân thì sẽ không còn cái phần quà này nữa đâu. Cái phần quà này anh chị đi mua ít nhất phải mấy trăm nghìn mới có cái tip của Pháp này anh chị nhá. Anh chị đã mua một cái kem chống nắng của Pháp cũng mấy trăm nghìn rồi. Đấy, hàng của Pháp ấy, một cái chai kem chống nắng của Pháp là mấy trăm nghìn. Đấy, còn đừng có nói đến cái chai này tặng cho anh chị cái mùa này nhé, cái mùa đông này. Mùa đông không lạnh, đến với Duy Trinh là phải có không lạnh đâu. 1350 siêu quà, chỉ duy nhất mùa Noel và chỉ có mấy nghìn phần thôi. Và nãy giờ thì thấy anh chị để lại số rất là nhiều, cảm ơn tất cả anh chị. Ở đây có tăng cân, có giảm cân, có collagen làm đẹp. Và tại sao collagen của Duy Trinh lại sống mãi với thời gian như vậy? Tại vì nó khá là hiệu quả và giá hợp lý. Anh chị sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái viên năng mềm, anh chị phải biết là viên năng mềm là phải có một cái nhà máy sản xuất đạt chuẩn thì mới giữ được cái ở cái nhiệt độ nóng ẩm ở Việt Nam, anh chị biết không? Cái nhiệt độ ở Việt Nam nó rất khó, chi là gọi là rất là gọi là khó bảo quản. Mà tại sao nó bảo quản được? Thì đấy phải có cái trên cái công nghệ, dây chuyền cái công nghệ tốt. Và đây là nguyên liệu nhập anh chị nhá. Collagen, sữa ông chúa, vitamin E và một số cái hoạt chất luôn. Đó. 450.000 một hộp 60 viên nha anh chị nhá. Mua 3 có quà, mua 5 siêu quà. Dạ em cảm ơn chị, cảm ơn anh, cảm ơn anh chị đã yêu cầu nhá, cảm ơn mọi người. Anh hát bài cưỡng hôn hả em? Cưỡng hôn là bài gì? Bởi vì anh yêu em hả? Đúng không? Cánh Hồng Phai hát rồi. Hoa bằng lăng đi em ơi. Hoa bằng lăng nữa hả? Hoa bằng lăng hay bởi vì anh yêu em ạ? 10 năm tình cũ này mà đang đợi chờ là bài gì nhỉ? Ok chị, cảm ơn chị. Tăng cân người lớn, cảm ơn em. 600.000 cho người lớn nhá. Hộp 60 viên các chế nhá. 600.000 cho người lớn, 60 viên. Và anh chị biết ở đó, Duy Trinh live stream ở những cái sản phẩm này thì anh chị cũng biết rồi. Chỉ có những cái sản phẩm tốt còn lại là em mới bán thôi. Bán bằng cả cái tâm của mình. Đấy. Giảm cân 1 triệu mốt mà liệu trình bạn ơi. Mình bán thì hàng không có đủ bán đấy, cho nên là mình không có cầm lên đây thực sự luôn. Giảm cân 1 triệu mốt về liệu trình rất là hiệu quả, an toàn nữa. Nhưng có bệnh là không có dùng này. Huyết áp, tiểu đường, tim mạch này, đó, đừng có dùng nha. Béo phì cũng đừng có dùng. Béo phì mà giảm mấy chục ký mà mua cái này làm gì. Muốn giảm từ 3 đến 10 ký thì mua ở đây.
giảm mấy chục ký rồi uống cái này tốn tiền, nguy hiểm nhá, đi bác sĩ cho chắc ăn. Đấy, chứ không phải là ai cái gì cũng bán đâu. Di Trinh không phải là cái gì cũng bán đâu cơ chế ạ. Cho nên là em bán bằng cái gì? Em bán bằng cả cái tâm của mình đây này. Anh chị biết cái tâm mà, khi mà mình bán bằng cả cái tâm ấy thì mình sau này những cái gì mà nó xuất phát từ trái tim ấy thì nó sẽ nhận lại được những cái điều tương tự như vậy. Đó. Ok. Anh chị yêu cầu này bởi vì anh yêu em đúng không? Hay là hoa bằng lăng ạ? Các chế cứ để số cho em đi. Nhất là collagen này. Đó, tăng cân, giảm cân. Và đặc biệt là nước hoa ba tầng hương. Những chế nào đang dùng thì cho em cái lời bình luôn nhá. Để cho em có thời gian em hát cho anh chị nghe. Tội nghiệp em. Đây là 450 một hộp 60 viên. Và collagen của Di Trinh nó thực sự khác biệt. Và anh chị không tin thì hãy đặt một hộp thôi. 450.000 60 viên và miễn phí ship luôn. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhá. Một hộp trước đi anh chị sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt của Di Trinh nó ở cái gì. Anh chị sẽ nhận, anh chị sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là điều mà Di Trinh muốn nói cho anh chị. Còn anh chị là muốn an toàn mà tăng cân một cách an toàn thì đến với Di Trinh chỉ có 600.000 cho người lớn thôi. Và anh chị nào ở đây có giảm cân và có nước hoa ba tầng hương, có nám, có dưỡng và có kem chống nắng, có son, có phấn che khuyết điểm. Và ai muốn xem lại cái livestream này thì có để số bất cứ lúc nào từ đoạn giữa, anh chị cứ tua lại một đoạn, anh chị sẽ biết là em bán những cái gì và ủng hộ Di Trinh, đặt hàng để số bất cứ lúc nào nhá. Hẹn gặp lại anh chị ngày mai nhá. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Thank you.